Kênh Thuốc Nam Thuốc Bắc xin chào các bạn, đừng tiếc like, share khi xem video. 8 loại cây cỏ mọc trong vườn nhà trị viêm họng hiệu quả. Khi bị viêm họng, người bệnh thường có triệu chứng đau rát họng, nuốt đau, khàn tiếng, ho khan hoặc ho có đờm, rất khó chịu. Xin giới thiệu một số vị thuốc dân gian có tác dụng giảm đau và ho do viêm họng hiệu quả, giúp bệnh nhanh khỏi và hạn chế biến chứng. Thứ nhất, nước ép củ cải. Dùng củ cải tươi rửa sạch, ép lấy nước, pha loãng nước ép củ cải với nước theo tỷ lệ là 1:1 để làm nước súc ngậm họng hàng ngày, có tác dụng giảm đau, khàn tiếng do viêm họng rất tốt. Thứ hai, lá chua me đất. Lá chua me đất 50g, muối 2g. Cách làm: rửa sạch lá, nhai với muối, ngậm rồi nuốt từ từ, ngày 3-4 lần. Lá bạc hà. Lá bạc hà 2-3 lá, rửa sạch rồi nhai dập, ngậm nuốt nước từ từ vài lần trong ngày. Lá húng chanh. Lá húng chanh 30g, rửa sạch bằng nước đun sôi để nguội, thêm vài hạt muối, nhai dập, nuốt nước dần. Hoặc lá húng chanh 3 lá, xương đậu căn 3 miếng, nhai nuốt bỏ bã ngày 5-6 lần. Hoặc lá húng chanh tươi 20g, rửa sạch thái nhỏ, đường phèn 20g, cho hai thứ vào bát, chưng cách thủy, chắt lấy nước, uống từ từ. Bã ngậm trong miệng, mút lấy nước, mỗi ngày là 1-2 lần. Dùng 3-5 ngày. Đối với trẻ em khó uống thuốc, có thể lấy vài lá húng chanh rửa sạch, giã nhỏ với một ít đường phèn hấp vào nồi cơm, cho trẻ ngậm uống 2-3 lần trong ngày. Lá rẻ quạt. Lá rẻ quạt 1 lá, muối 2g, rửa sạch lá, nhai dập, ngậm với vài hạt muối, khi nào nóng họng thì nhả ra, ngày ngậm đến 1-2 lần có thể nuốt. Hoặc lá rỉa quạt 1 lá, gừng tươi 1 lá cùng nhai ngậm, nuốt nước bỏ bã ngày 4-5 lần. Cỏ lưỡi mèo. Lá cỏ lưỡi mèo tươi rửa sạch, nhai ngậm với một ít muối, có tác dụng chữa họng sưng đau do viêm họng. Hồng bì. Quả quất hồng bì 2-3 quả, ngậm với vài hạt muối, làm 3-4 lần trong ngày sẽ giúp làm dịu họng, giảm đau rát và giảm ho do viêm họng. Hoặc quả quất hồng bì tươi 4-5 quả, hấp với một chút đường phèn cho trẻ ăn quả, ngậm nuốt nước ngày 3 lần sáng trưa tối, có tác dụng kích thích hệ hô hấp, giúp long đờm, giảm ho cho trẻ. Hoa đu đủ đực. Hoa đu đủ đực 15g, củ mạch môn xạ căn, lá húng chanh mỗi vị 10g, tất cả cho vào một bát nhỏ, thêm ít muối, hấp cơm rồi nghiền nát, ngày ngậm 2-3 lần, nuốt nước dần dần. Bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn. Nuốt nước ngày 3 lần sáng trưa tối, có tác dụng kích thích hệ hô hấp, giúp long đờm, giảm ho cho trẻ. Hoa đu đủ đực. Hoa đu đủ đực 15g, củ mạch môn xạ căn, lá húng chanh mỗi vị 10g, tất cả cho vào một bát nhỏ, thêm ít muối, hấp cơm rồi nghiền nát, ngày ngậm 2-3 lần, nuốt nước dần dần. Bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn. Bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn.